Nam Khánh xin chào quý vị. Và clip ngày nay thì em sẽ giới thiệu đến quý vị một bộ kéo đẩy của DeLong có cái mã model là 101. Đây là một bộ kéo đẩy nằm trong một bộ dàn chung cao cấp của DeLong các bác nhé. Đây có cái DeLong tem vàng, DeLong D101. Đây là thớt Pau ở dưới. Con này thì nó chạy 4 sò san ken. Dòng này chạy sò nó cũng chạy sò như con sò của DeLong 390 45 mã các bác nhá. Hàng về thì đẹp xuất sắc và còn đầy đủ sách hướng dẫn. Cái quyển sách này nó khá là dày. Rất là nhiều cái thông tin hữu ích ở trong này, anh em có thể tra ở trong này. Đây là một bộ hoàn chỉnh khi mà nó đủ cả loa các bác nhá và đủ cả thớt. Nó gồm thớt CD và thớt băng tép nữa. Nhưng mà em thì em chỉ có hai thớt là thớt kéo đẩy thôi nhá. Phía trong này thì nó sẽ có cái chỉnh bát chép này, ba lăn này và những cái chức năng dò đài FM rồi các thứ này. Đấy. Standby memory và đây là nút chọn đường vào này anh em ạ. Đấy đây. Function này. Đây là sang đáp, sang tuner này, sang tape này, đấy, CD này, AUX này, đấy, đây là nút top monitor, đây là nút tăng bass. Anh em nào mà thích chơi nhiều bass thì ấn vào cái nút tăng bass này nhá. Đây thì là nút hiển thị không dùng đến, đây là volume tổng. Em đang ghép cái bộ kéo đẩy DeLong này vào cái bộ loa có thể nói là siêu nhỏ của Technic SB30, một cặp loa cổ rất là vintage. Đấy. Cặp này nhỏ, nói chung là chỉ những anh em thích chơi loa nhỏ thì mới chơi cái cặp này thôi. Tiếng rất hay luôn nhưng mà nói chung là nó nhỏ quá, nhìn anh em nhiều khi lại chê nó nhỏ quá. Nhưng mà cái tiếng cặp này thì em khẳng định luôn là cực kỳ phê ở trong cái hình dáng nhỏ như này. Nhỏ này thôi nhưng mà cái tiếng bát, tiếng chép các thứ, tiếng chung rất là đều giải luôn, không có thiếu này nào cả. Hiện tại bây giờ đang mở như này, cái giải trầm của nó xuống rất sâu. Bát phun răng 9cm gần ra lươn. Tiếp tục thì em sẽ giới thiệu tiếp về cái bộ kéo đẩy DeLong ngày hôm nay. Em sẽ quay cho các bác cái phía sau. Đây là cái series của cái con dề này 7560. Con này là con Pau 7658 hay 59 đây này. Chữ hơi sệ đây, hơi khó đọc. Đấy. Công suất của nó là 90W các bác nhá, 90W. Tất cả đều ở made in Japan hết nhá. Và ở đây thì nó sẽ có cả cái cổng kết nối súp, anh em có thể cắm súp điện vào đây nhá. Đây là hai cọc loa ra loa. Đấy. Đây là cái thớt đường vào của cái thớt Pau và đây là đường dề ao của cái thớt dề. Con này thì hai thớt này đều hoạt động độc lập được các bác nhé. Tất cả đều điện rời và AV rời độc lập. Đấy. Đây là những cái cổng kết nối thiết bị bên ngoài, ví dụ như AUX, CD, tape các thứ này. Và đây là những cái đường cắm để anh em bắt radio FM. Dòng này thì nó là dòng nội địa Nhật cho nên là FM của nó là 90MHz. Đây là cái tem của phần dề. Điện 100V, 14W. Mắc của nó lên đến 33W à, khủng phết đấy. Con này còn có cả cầu cầu equai đây này các bạn ơi. Cầu này là cầu float server gì à? Đấy, bình thường gọi anh em hay gọi là cầu chữ U ở các cái đít âm ly ấy. Tổng thể hàng về thì còn rất đẹp các bác nhá, mặt nhôm các thứ là không có điểm chê, không tì vết gì cả. Mặt nhôm rất đẹp luôn. Ở trên nóc này thì nó cũng có xước sắt nhẹ không đáng kể. Nói chung là
đây có những cái vết bẩn và vết xước nhẹ, xước răm như này. Đấy, không đáng kể các bác nhá. Lâu tổng thể thì rất đẹp rồi. Đấy, cái cửa ben này thì anh em có thể đóng mở. Khi anh em mở ra để anh em chỉnh bát chép, để anh em khép vào thì anh em ấn vào đây vào. Đây có nút put để open đây này. Đấy, put open nhá. Đây là cái mặt nhôm của con thớt bâu này. Cái cặp mà dìa bâu kéo đẩy của Đời Long này thì nó thích hợp với ở những cái con loa búp xeo, tầm búp xeo trở xuống các bác nhé. Đấy, thì theo dàn của nó là một bộ loa đây, nôm na của nó như này. Đấy, nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi chứ không to đâu. Đấy, chiều cao của nó cũng chỉ tầm 40cm thôi, không hơn đâu. Thì anh em về phối ghép những cái cặp loa búp xeo trong cái tầm ví dụ như những dòng Kenwood 1001 các thứ này thì rất là ok. Đấy. Và hiện tại giờ em đang ghép nó với cả cái cặp Technic này thì tiếng rất hay. Thực ra nếu mà cái bộ này đánh vào đôi này thì tuyệt vời. Anh em nào mua được cái cặp này về thì rất là chuẩn này. Một bộ này thôi, nhỏ thôi, nhưng mà chơi phòng ngủ thì em cứ cam đoan luôn với các bác là cực kỳ hay. Không hay thì không lấy tiền, nói rõ luôn cho nhanh. Đây là những cái vết bẩn đấy nha các bác nhá, chứ không có sầy xước gì. Các bác này, con này mặt đẹp đến 99% luôn. Đây là cái bụi xốp nó bay vào trong này nhá. Tổng thể thì có thể nói là siêu đẹp, mặt nhôm các thứ đúng các thứ đẹp. Dòng này thì tiếng thì quá hay rồi. Nói chung là bánh 4 nó là một dòng thuộc nôm na thuộc gọi bộ dàn, nhưng mà cái nội thất của nó không khác gì một con âm ly lớn cả. Đấy. Và thứ hai nữa là nó chia ra là phần dề riêng và phần công suất riêng. Đấy, khi mà những cái bộ kéo đẩy thì bao giờ cái công dụng và cái tác dụng của nó cũng tốt hơn là một bộ âm ly. Nó chia ra thế, đánh mỗi con một cái nó hay hơn nhiều so với cả một bộ âm ly bình thường nhá. Khi mà anh em đặt là như này thì nó size của nó không to, nó chỉ 25-27cm thôi. Nhưng khi anh em đặt hai thớt thành một con âm ly luôn, mà cái size của nó lại rất là to. Đó, cho các bác cái kích thước để các bác tiện kê đặt nhá. Chiều rộng của nó là 27cm. Khi anh em mà đặt ngang ra ấy, thành hai thớt này thì thành 54cm, rất khủng luôn. Là khi đặt như thế thì nó đã bằng một con âm ly bình thường mà thành size 54 luôn, rất to. Đấy. Còn đâu khi anh em đặt chồng như này thì nó rất là nhỏ gọn để anh em có thể nhét được vào những cái hộc, những cái kệ rất là xinh. Đánh 4 sò than san ken các bạn nhé. Đấy. Hoạt động tốt nguyên zin. Hai thớt này đều có thể hoạt động độc lập được các bác nhé. Đấy, là dòng này là dòng cao cấp, toàn là AV rời hết, chứ nó không phải như những cái đời sử dụng cáp. Ví dụ sử dụng cáp thì anh em hai cái thớt này phải đi với nhau mới chạy được. Còn những cái dòng mà AV rời như này thì anh em có thể hoạt động độc lập được. Ví dụ như người ta có rời một món này thì vẫn sử dụng được cái chức năng dề, hoặc là có một món này thôi thì vẫn sử dụng được chức năng bâu. Đấy, thì là những cái dòng AV rời này thì là nó sẽ cao cấp hơn là những cái dòng mà dùng sử dụng cáp. Đấy. Ví dụ như cái con này, các cái thớt CD của nó này phải nhờ cái cáp này. Đấy, thì là cái phần CD và phần táp ấy, thiếu cái bộ phận này thì coi như mất đi, chả sử dụng được cái gì cả. Rồi, và cuối cùng thì em cũng xin báo giá đến anh em bộ kéo đẩy Đời Đông và cặp loa Technic SP30. Bộ kéo đẩy có giá 3.4 triệu anh em nhé, 3.4 triệu cho bộ kéo đẩy nguyên zin, hoạt động tốt, đầy đủ sách vở, hàng đẹp xuất sắc luôn, đẹp đến 99% và zin đét hết. Còn cái con loa này thì anh em có nhu cầu liên hệ cho Nam Khánh, giá cũng 3.5 triệu, không hề rẻ đâu. So với một đôi loa nhỏ này thì không hề rẻ đâu, nhưng mà mấy con màng gỗ mà tầm khoảng
4 triệu đổ lại thì không có cửa ăn con này đâu. Nói thẳng luôn thế. Bởi vì đây là dòng cổ sản xuất từ những thập niên 1972. Đấy, vỏ gỗ lạng nhá, phun răng, gân da lươn. Đấy, siêu mềm, lưới cổ cực kỳ đẹp các bạn. Đánh cái bộ này rất hợp với cả cái bộ đờ lông này luôn. Anh em có nhu cầu thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0972451189. Đây là phía sau của cặp loa. Đấy. Technic SB30 10W 8 ohm, tất cả nguyên zin và trùng seri các bác nhé. Hai chiếc đều còn rất đẹp, vỏ gỗ nặng nhỏ này thôi nhưng mà nó đánh phòng ngủ thì cứ nói thẳng với anh em là bao hay luôn, không hay không lấy tiền. Hiện tại giá các cặp loa Technic SB30 này ở bên Nhật nó cũng rất là cao chứ không phải rẻ anh em nhé. Nó cũng tầm 15.000 yên chứ không phải rẻ. Nếu mà giá tại đấy là nó đã tầm hơn 3 triệu rồi. Và chưa tính các cái phí ship rồi là nội địa rồi là ship về đó nhá. Đây là cặp này thì em mua được cái giá nó phải chăng hơn. Chứ hiện tại bây giờ mà anh em mua một cặp này ở bên Nhật thì cái giá của nó về Việt Nam phải tầm 4 triệu rưỡi chứ không có rẻ hơn. Nói thẳng luôn là không có rẻ hơn. Bởi vì là nguyên cái tiền ship của con này nó cũng mất khoảng 1 triệu rồi. Và tiền mua của nó là 3 triệu rưỡi rồi. Thì là phải tầm 4 triệu rưỡi. Nên con này, cái này em mua cái con này thì được cái giá nó hợp lý hơn. Cho nên là khi đến tay anh em chỉ có 3 triệu 500 nghìn đồng thôi. Nhá. Rồi anh em có nhu cầu thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0972 451 459. Anh em ở Hà Nội có thể qua trực tiếp tại ngõ 43 Cổ Nhuế, Phạm Văn Đồng. Xin chân thành cảm ơn. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái mặt hàng mà Nam Khánh đăng lên nhé. Xin chào anh em.